Xin chào các bạn, tôi là Phạm Minh Mẫn và các bạn đang lắng nghe podcast Mình Đang Sống Cuộc Đời Của Ai. Đây cũng là tên quyển sách đầu tiên của tôi được ra mắt vào năm 2021. Hy vọng rằng nó sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm thú vị khi lắng nghe qua từng tập podcast cùng với tôi. Và chúng ta sẽ bắt đầu podcast ngày hôm nay với một chủ đề mà tôi đặt tên là Thanh xuân phải chăng để liều lĩnh? Cuộc đời này, có người mộng đi tới chân trời góc bể, có người chỉ mong bình yên ở nơi chốn đi về quen thuộc, có người mơ giấc nam kha, có người chỉ ước được sống một cuộc đời giản dị. Ai cũng có những chân trời và những mộng tưởng cho riêng mình. Chẳng có cao siêu, cũng chẳng có tầm thường, chỉ có phù hợp. Nếu thương thì hãy ủng hộ, nếu không thương thì hãy tôn trọng bằng cách chấp nhận. Có lẽ hạnh phúc lớn nhất chính là được tự do chọn lựa, và thành tựu lớn nhất là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Và một khi đã có đam mê, nhất định đừng từ bỏ. Tôi muốn bắt đầu chủ đề ngày hôm nay của mình bằng việc kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Khoảng cuối tháng 3 năm 2005, lúc đó tôi khoảng 17 tuổi, đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học. Tôi nhớ sáng thứ hai là thời hạn cuối cùng để nộp hồ sơ tuyển sinh, chọn lựa ngành học tương lai mà mỗi chúng tôi muốn ứng tuyển. Tối ngày hôm trước, tôi có một cuộc trò chuyện rất dài với ba, và trên tay tôi còn đúng hai bộ hồ sơ. Một bộ tôi ghi danh vào Học viện Hành chính Quốc gia, và bộ còn lại tôi ghi mong muốn vào khoa báo chí truyền thông của trường Nhân Văn. Lẽ ra là tôi mua dư mấy bộ nữa, nhưng mà hình như viết sai hay là gạch xóa gì đó, cho nên là chỉ còn đúng hai bộ. Ba tôi đại ý nói, ông không có ép tôi chọn lựa tương lai, nhưng ông thể hiện nguyện vọng mong tôi cân nhắc vào Học viện Hành chính Quốc gia. Bởi vì ba tôi cả đời làm viên chức nhà nước, ông cảm nhận được sự an toàn và ổn định nếu tôi tiếp nối con đường đó. Còn với ngành báo chí, ba tôi thú nhận là ông không biết gì nhiều để định hướng, nhưng thâm tâm ông cho rằng sau này có thể nó sẽ chông chênh. Ông bảo, sáng mai nộp hồ sơ rồi, cho nên là con cứ cân nhắc cho kỹ. Hôm sau, ba tôi hỏi tôi với một đôi mắt khấp khởi, con chọn trường nào trước khi tôi lên xe buýt đến trường. Tôi đưa ông bộ hồ sơ thi vào khoa báo chí. Tôi nói với ba rằng, giữa hai lựa chọn cùng mơ hồ lúc đó, tôi muốn được chọn cái mình tin là đúng. 16-17 năm tiếp theo, tôi học hành và làm việc ở Sài Gòn. Dù thật buồn cười là bây giờ tôi chẳng hề làm phóng viên, nhưng tôi muốn quả quyết rằng sự kiên định của mình năm đó giúp tôi dũng cảm hơn trong hành trình lựa chọn cuộc đời mà mình muốn sống. Trong những tháng ngày ở Sài Gòn, va chạm đủ mọi thử thách. Không phải lúc nào sự kiên định cũng dẫn tôi đến với những thành công. Không ít lần tôi nếm trải những thất bại đến thảm hại, nhưng tôi thấy gia tài may mắn nhất mình có được chính là sự tự chủ và độc lập. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều do chính tôi quyết định. Tôi không sống cho ước mơ của ai, không yêu vì sự sắp đặt, không chọn nghề nghiệp chỉ vì đó là mong chờ của gia đình, không làm bất cứ điều gì mà lòng mình không mong muốn. Tôi tự chọn và tự chịu trách nhiệm. Không biết từ bao giờ tôi đã có tâm niệm mỗi người chỉ có một cuộc đời để sống. Nếu thật lòng thương một ai đó, hãy để họ tự lựa chọn và làm chủ cuộc đời mình. Còn bạn, có bao giờ bạn cũng tự hỏi, mình đang sống cuộc đời của ai? Bạn có đang cưới người mình yêu? Có được làm nghề mình thích? Có thật sự hạnh phúc với cuộc đời của mình hay không? Hay phải chăng
sự yên ổn hiện tại làm bạn quên mất vốn dĩ mình ước mơ một cuộc đời khác, hay thậm chí đang vẫy vùng trong mớ bồng bông của hiện thực và mộng tưởng. Nhưng bạn không biết bấu víu vào đâu để thoát ra, cũng không biết phải chọn ra một lối đi nào cho riêng mình. Cuộc đời của bạn đang bị ai đó viết giùm. Dù không muốn, bạn vẫn phải sắm một vai trong vở kịch mình chưa từng chờ đợi đó. Và có lúc nào trong vài phút lạc lòng, bạn cũng vô tình đánh mất bản thân, chấp nhận đeo mặt nạ để sống, biến mình thành một người khác, khác đến mức không biết làm sao để quay trở lại. Các bạn thân mến, khi tôi viết quyển sách này, kỳ thực tôi không phải là triết gia hay một nhà tâm lý đủ sức để giúp bạn ngộ ra con đường hạnh phúc. Tôi chỉ thuần túy kể cho bạn nghe những câu chuyện mình đã trải qua, những cảm xúc mình nhặt nhạnh được từ những người xung quanh, về cuộc sống, về sự lựa chọn, về những va vấp và những nụ cười. Thế nên sẽ thật vui nếu nó vô tình đồng cảm với những tâm tư, những trăn trở bạn đang có. Và tôi may mắn có thể chia sẻ với bạn ở một quãng ngắn của tâm hồn. Tôi mong chúng ta có thể khích lệ lẫn nhau để cùng mạnh mẽ hơn, dũng cảm hơn khi trả lời câu hỏi mình đang sống cuộc đời của ai. Cảm ơn các bạn bởi vì đã lắng nghe trọn vẹn podcast ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập tiếp theo. Hãy lắng nghe cùng với tôi nhé. Bye bye.